Dạ vâng, chào toàn thể các bác làm thợ bẫy cò bẫy vàng. Thì hôm nay em xin giới thiệu tới các bác cái mẫu keo công nghiệp. Thì các bác có thể thấy trên màn hình máy quay đây, đây là cái số lượng keo cũng tương đối là nhiều. Thì mỗi một cái thùng keo như thế này là 20 kg này. Đấy thì keo 20 kg, keo của nó tên là keo công nghiệp. Đấy, đảm bảo cho các bác là khi các bác về sử dụng đánh thì bao cho các bác là dính nhá, ở cái nhiệt độ từ 16 độ C. Nếu mà trời nắng thì bao cho các bác là 37 đến 38 độ C thì keo nó không bị tan chảy. Thì đây là một cái lọ keo mà em mới bóc ra này. Thì để đóng hàng gửi cho các bác. Thì buổi sáng nay thì có 3 đơn về cái keo bẫy cò này. Thì các bác đặt là 3 kg. Đấy, keo đây các bác. Đấy, nhìn thực tế luôn. Keo này thì khi các bác mua về, về cái cách để vào cái que nhựa thì nó đơn giản thôi. Đấy thì các bác vào sống cũng được, mà các bác đun nóng lên thì các bác cũng có thể sử dụng được. Thì để keo nó tránh dính tay thì ở bên em sử dụng bằng cái nước xà phòng như thế này. Đấy, khi cắt keo thì sẽ dấp tay vào nước xà phòng thì nó sẽ không bị dính tay. Còn đây là cái cân này chị em mới mang ra. Thì mỗi một cái hộp như thế này là 1 kg các bác nhé. Đấy, 1 kg. Cái cắt, để cắt thì nó đơn giản thôi. Cái keo này thì khi dính nước vào thì nó sẽ không dính vào tay chân. Mà đặc biệt hơn nữa là khi nó đang ở trong cái điều kiện mà thời tiết các bác đi đánh ấy, ở ngoài ấy, thì khi các bác chạy bờ nhựa ra bắt cò thì keo nó cũng không bị dính vào chân các bác nhé. Để tránh tình trạng như keo ngày xưa các bác lấu bằng keo nhựa cây thì nó rất là dính. Khi đi qua thì nó sẽ dính vào quần, vào chân rồi nó làm đổ nhựa thì các bác lại quay lại dặn. Thì như thế này là đã được 1 cân này. Đấy, một hộp như thế này là 1 cân. Đấy thì cắt tươi cho các bác ra là 1 cân 1 nhé. Đấy, trừ bì cho các bác là một lạng một cái hộp như thế này. Để đến hộp thứ 2. Đấy thì keo này thì đánh khá là ok đấy các bạn. Đấy các bác ngoài đánh cò đánh vạc ra thì các bác có thể đánh được những cái loại chim về ăn hoa quả. Đấy, ví dụ như con chim cu xanh hay những cái loại chim di cư. Đấy, cứ dính vào lông là được các bác nhé. Keo này thì nó sẽ không dính chân. Đấy, không dính chân như những cái mẫu keo để đi bẫy chim khác như là bẫy chim sẻ. Keo này là chỉ dính vào lông thôi. Đấy là hộp thứ 2. Đấy thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy còn keo thì các bác có thể nhìn thực tế ở trên màn hình video đấy. Giá cả của nó thì rất là rẻ, hơn 200.000 đồng trên 1 kg. Trong đó có cả cước vận chuyển. Còn về cái những cái thùng như thế này thì cả 20 cân như thế này thì các bác mua thì giá cả của nó sẽ rẻ hơn. Đấy, các bác mua càng số lượng nhiều thì giá cả càng rẻ. Còn về những các bác mà đánh ít, đánh vui chơi giải trí thì cũng có thể là sử dụng cho mình 5 lạng keo. 5 lạng keo thì nó rất là rẻ, nó hơn 100.000 đồng thôi. Đấy thì các bác có thể nhìn lại một lần nữa về cái chất lượng keo. Đấy thì keo nó không bị vẩn đục, không vẩn đục các bác nhé. Đấy, keo rất là trong. Còn về cái mẫu keo này thì các bác đi đánh ở những cái nhiệt độ như là nhiệt độ thấp hoặc là nhiệt độ cao thì keo nó không bị co mà bị tan chảy. Cái thứ hai nữa là khi các bác đi đánh sớm thì gặp phải những cái con côn trùng, ví dụ con chuồn chuồn, châu chấu thì nó hay bám vào nhựa ấy. Thì về cái keo này thì các bác chỉ cần phơi nắng ra là nó sẽ khắc róc những cái con chuồn chuồn hay con châu chấu ấy, những con động vật nó bám cái keo đấy thì nó sẽ không gây ra thối keo. Còn về cái cách sử dụng keo này thì để các bác theo kinh nghiệm của em đi bẫy cò ấy thì các bác nên sử dụng một ít cái mỡ của cái con lợn ấy, khi các bác dán lên để các bác vào thì cái độ keo nó sẽ dẻo hơn và cái độ bắt lông nó rất là bện. Còn không bình thường thì các bác đánh trực tiếp như thế này cũng được. Với mỗi 1 kg keo thì các bác có thể sử dụng đánh được từ 4 đến 500 con cò trong một cái cân như thế này. Đấy. Thì bây giờ chị em bê keo xuống dưới kia, đóng đi gửi cho các bác để phục vụ cho các bác cái vụ bẫy này. Thì như các bác cũng đã biết ấy, thì cứ đến tháng 7 âm lịch hàng năm là chuẩn bị đón những cái lứa cò di cư đầu tiên rồi. Thì đây là những cái lô keo mà để phục vụ cho các bác và cũng tiếp tục là chuẩn bị về thêm. Đấy, bác nào mà cập nhật được cái video này muốn sử dụng cho mình những cái kilogram keo hoặc là những cái số lượng nhiều để bán lẻ lại cho các anh em thì liên hệ cho em. Còn về bên em thì bán tất cả những cái phụ kiện về săn bẫy, ví dụ như bẫy cò bẫy vạc này thì có cò giả này, que bẫy cò bẫy vạc thì bên em đều cung cấp để bán gửi tới tay anh em để cho anh em thỏa sức đam mê hoặc là anh em đi đánh kinh tế. Đấy thì một video ngắn thì em xin giới thiệu về cái mẫu keo chuyên dụng dùng để đánh cò đánh vạc và đánh những cái loại chim ăn quả. Bác nào cập nhật được cái video này thì liên hệ trực tiếp cho em thông qua cái số điện thoại em sẽ đăng lên tiêu đề của cái video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.